Tiếp theo sẽ là thí sinh số báo danh 114 Hoàng Thị Nhung. Cô tới từ thủ đô Hà Nội và hiện đang là một doanh nhân. Hoàng Thị Nhung chia sẻ, thủ đô Hà Nội hiện đại nhưng vẫn giữ đâu đó nét đẹp cổ kính và trầm mặc. Tiếp theo là một thí sinh đến từ thủ đô Hà Nội, số báo danh 114, Hoàng Thị Nhung. Một cô gái vô cùng quyến rũ đến từ có số báo danh 114, Hoàng Thị Nhung. Hoàng Thị Nhung, đối với cô, hạnh phúc chính là được theo đuổi những gì mà mình mơ ước và tạo ra những giá trị tốt đẹp để mang tới cho cộng đồng và làm đẹp cho thế giới xung quanh cô. Top 16 Hoa Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Hoàng Thị Nhung, số danh 114. Theo các bạn, như thế nào là thể hiện được tinh thần và bản lĩnh Việt Nam? Tôi đã có một quãng tuổi thơ dài đầy những tổn thương và mất mát. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã phải đi làm rất nhiều việc để có chút tiền mưu sinh và để trang trải tiền học phí. Cũng ngay từ khi còn nhỏ, tôi cũng phải nhận rất nhiều những lời nói không hay từ những người xung quanh và cả từ những người thân của mình dành cho mình. Nhưng sau tất cả những năm tháng qua, tôi đã không ngừng nỗ lực để vươn lên, để có thể khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Và để có được ngày hôm nay, tôi được tỏa sáng trên bầu trời của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Và tôi kể câu chuyện của mình chỉ muốn cho các bạn trẻ hiểu rằng chúng ta dù sinh ra không được ở vạch đích hay phải chạy thục mạng mới tới được vạch xuất phát, chỉ cần có ước mơ, có khát vọng và nỗ lực hết mình để làm việc, để đạt được mọi điều mà mình mong muốn thì bạn chắc chắn sẽ đạt được mọi điều mà mình mong muốn. Dù bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng bạn phải là phiên bản tốt nhất, hoàn hảo nhất cho cuộc đời của chính mình. Life is about making the dream come true. Thank you.